Chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly.
chưa ai con cái nó lọc già. Chúc mừng bạn con ơi, ta chúc hai họ thêm thơ. Bà con ơi, nâng ly lên nè, vui cùng cô dâu chú rể mới nè. Ok, 1, 2, 3, vô. Uống vui vẻ nha, uống say mà không được xỉn nha, nhớ đó nha. Ok. Cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng, mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. 1, 2, 3 vô. Mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng bà con ơi, ta chúc hai họ thêm thân. 1, 2, 3 vô. Mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu đề bờ, mừng người ta vui lòng mình cũng vui. Chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Vui luôn nha. Mình mừng hôm nay
ngày vui hạnh phúc có em và có anh, bên nhau ta ước thề mãi yêu và yêu mãi, yêu thương cho nhau đời. Ngày vui hạnh phúc có em và có anh, bên nhau ta ước thề mãi yêu và yêu mãi, yêu thương cho nhau đời. Ngày vui hạnh phúc có em và có anh, bên nhau ta ước thề mãi yêu và yêu mãi, yêu thương cho nhau đời. Một cảm nhận đầu tiên của tôi đến đây được sự đón tiếp hết sức nồng nhiệt của gia đình họ nhà gái, và được nghe những câu quan họ thật là mượt mà, một cái văn hóa phi vật thể mà chúng tôi được thưởng thức hay qua hai cái bài hát vừa rồi. Thay mặt cho họ nhà trai, trước hết xin trân trọng cảm ơn các cô, các ông, các bà, bạn bè, thanh niên nam nữ của các cháu đã dành cho họ nhà trai chúng tôi một sự đón tiếp hết sức nồng thắm. Xin trân trọng cảm ơn. Thưa các cụ, các ông, các bà và bạn bè thanh niên nam nữ của hai cháu, cháu Vân Anh và cháu Quang được hai gia đình sinh thành, dưỡng dục. Đến nay các cháu đã đến độ tuổi trưởng thành. Các cháu đã vượt qua bức tường lửng chắn giữa tình bạn sang tình yêu và đi đến hôn nhân. Qua hàng loạt các thủ tục đã được giải quyết như lễ ăn hỏi, lễ dặn ngõ, lễ ăn hỏi, lễ xin cưới. Và hôm nay gia đình họ nhà trai chúng tôi có sắm một tấm lễ gọi là lễ xin dâu. Và cũng là cái hôm nay chúng tôi được chọn vào cái ngày thật là đẹp, trăm năm chọn đến một ngày và một ngày cũng chọn đến một giờ để trăm năm hạnh phúc các cháu. Thì trước hết thay mặt cho họ nhà trai chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu họ nhà trai chúng tôi hôm nay gồm có, trước hết tôi xin tự giới thiệu, tôi là ông trẻ của cháu Quang, tôi là người thứ 6 sau em ông ngoại của cháu Quang. Người thứ 2 là bậc ông, cũng là ông trẻ và ông sau tôi, tức là hôm nay cũng tham gia trong đoàn đón con cháu của chúng tôi. Các bác là anh em ruột già của anh ông Khắc và chỗ chị Quý hôm nay có mặt rất đầy đủ trong cái đoàn đón dâu của ngày hôm nay. Và hôm nay thì cũng như nói phần đầu là trăm năm chọn một ngày chọn được một giờ rất đẹp. Thì gia đình chúng tôi xin đặt tấm lễ, xin được phép đón cháu về làm dâu con của gia đình chúng tôi. Và xin trân trọng và kính mời một vị đại biểu họ nhà gái sẽ có ý kiến phát biểu. Các ông, các bà, các cụ, kính thưa quan viên hai họ, kính thưa toàn thể các bạn bè của cô dâu cũng như chú rể. Tôi là em ruột của anh Dân, là chú vợ của chú của cháu Dân Anh. Xin được thay mặt nhà gái có một chút phát biểu về sau. Thì trước tiên thì tôi cũng xin giới thiệu với bên họ nhà trai hôm nay đến tham dự buổi hôn lễ của các cháu thì có bố tôi là ông nội của cháu Vân Anh, mẹ tôi là bà nội của cháu Vân Anh, bà Hòa là bà ngoại của cháu Vân Anh, cũng như là các cô, các chú và các bạn bè cùng cơ quan cũng như là xóm cùng với cháu, các cháu. Thì tôi biết là nhà trai thì các cháu thì cũng nóng ruột, thì có lẽ chúng ta cũng nóng ruột và chúng ta còn một cái đoạn đường xa. Thì chúng tôi xin thay mặt gia đình mời chị Yến. Thank you.
trong mơ, ơi giấc mơ sao tuyệt vời, mừng đôi uyên ương đang bước trên con đường mới. Từ nay trong tim đã có nhau, trong đời buồn vui chia nhau, tình yêu còn mãi niềm tin bên nhau. Dẫu tát biên đông cùng cạn, hòa chung câu ca xây đắm giai điệu hạnh phúc. Chào cô dâu xinh bên chú rể anh tài, cùng nhau chung vai đắp xây ngày mai. Chúc mừng hạnh phúc đôi tân lang tân gia nhân tuyệt vời. Chúc mừng hạnh phúc mong lứa đôi sống bên nhau dài lâu. Chúc mừng hạnh phúc như đôi chim câu thủy chung suốt đời. Chúc mừng hạnh phúc nào nâng ly chúc mừng lứa đôi. Niềm vui sẽ tiếp tục được niềm vui, thì đến giờ cũng đã là chọn được cái giờ hết sức là đẹp để cho các cháu hạnh phúc trăm năm cho trăm năm sau này. Thế thì thay mặt cho đoàn đại biểu Họ Nhà Trai, chúng tôi xin trân trọng kính mời các cô, các ông, các bà, cô dì, chú bác, anh em, bạn bè, thanh niên nam nữ của các cháu xin quá bộ lên xe và về dự lễ thành hôn của hai cháu của gia đình chúng tôi sẽ được tổ chức tại quê lúa Nam Định. Và xin trân trọng kính mời các cụ, các ông, các bạn. We'll be right back.
cùng với bạn gần xa. Ta đúng là tiếng pháo nổ mừng ngày lễ cưới, và rồi chàng vỗ tay vang dồn cả căn phòng. Sinh con ra nay có ra hàng ngà, mừng dâu mới là mừng tất cả họ hàng gần cũng như bạn bè. Một chiếc sông đã vươn lên trên biển quê hương đổi mới, là những tiếng máy xôn xao trên biển quê hương xuân thường. Ôi quê hương khúc hát bao yêu thương, từng đàn em thơ tung tăng đến nước trăng về say hương lúa ngọt ngào, và trong bao la tiếng chuông ban chiều. Xuân trường ơi đẹp mãi mùa xuân, xuân trường ơi đẹp mãi tình yêu. Dòng sông thì thầm đầy hát, cầu nào buồn in bóng thời gian. Bước đi hôm nay trên cầu gió đồng, càng thêm yêu quê hương sau bền trăm năm. Kính thưa quý vị, và tỉnh Bắc Ninh giàu lòng mến khách, bóng người vừa toàn thơ ngày hai buổi cắp sách tới trường, và rồi yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ. Khi rời ghế nhà trường và qua học tập sản xuất, thì con đã nhìn thấy Vân Anh là người con gái đoan trang thủy bì. Anh một câu để đón đi nụ cười xuân giã ấy, thế rồi ngọn lửa tình yêu đã cháy lên trong lòng hai bạn. Từ đó hai bạn vươn lên trên miền quê hương đổi mới, là những tương may xôn xao trên miền quê hương xuân thường. Ôi quê hương khúc hát bao yêu thương, đàn em thơ tung tăng đến nước đời hát cầu đàn quân im bóng thời gian. Bước đi hôm nay trên cầu gió đồng, càng thêm yêu quê hương đất nước xuân trường. Xuân trường ơi đẹp mãi mùa xuân, xuân trường ơi đẹp mãi tình yêu. Kính thưa các thưa chú các bác, kính thưa quan viên hai họ, nhà trai nhà gái, cũng như toàn thể bạn bè thân hữu của cô dâu cũng như chú rể, tôi là chú của cháu Vân Anh, xin thay mặt nhà gái có một số đôi điều là như sau. Cho đến giờ phút này thì chính thức là cháu Vân Anh, nhà tôi là trở thành là con dâu của là vợ của cháu Quang, và là con dâu của nhà anh chị là thương gia với nhà tôi. Các cụ thì vẫn có câu là gì, gái lớn thì phải gả chồng, con trai khôn thì phải đi lấy vợ. Anh chị tôi cũng như bố mẹ tôi thì đã dạy dỗ cháu rất nhiều. Thì tuy nhiên mà chúng ta thì người lớn thì chúng ta vẫn cứ phải nói cho ông câu như này là các cháu nó có lớn rồi nhưng nó thì cũng chưa đủ cái khôn, nó vẫn còn dại nhiều. Hơn nữa là phong tục tập quán ở mỗi nơi, mỗi vùng nó có khác. Tôi cũng rất mong là các ông, các bà, các cụ bên họ nhà trai, cháu nó về làm dâu thì có thể dạy dỗ bảo ban cháu những cái phong tục tập quán ở đây. Con sông con vầy, hai cháu sư đạo tấm lòng, trong năm chung sống một lòng thủy chung. Chẳng giận thì vợ bớt lời, mà cơm xôi nhỏ nửa một đời chẳng bao giờ khi. Vâng, bây giờ này những lời chúc cũng như lời tốt đẹp nhất bên chú rể và cô dâu sao nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Và sau đó chú cô dâu sẽ sang này nhấn cho chú rể trong ngày buổi trưa này. Nhớ em, nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt, nhớ thả bờ môi, nhớ bước chân yêu xa ngót ngàn, nhớ tất cả những gì đã qua em. Thưa quý vị, đây không phải là đồng, không phải là thép, đó là vàng 4 con 9 mẹ đã trao cho hai con. Xin quý vị đón nhận tiếng đàn tay dành cho món quà rất đáng yêu của mẹ trong buổi chiều ngày hôm nay. Sau món quà của bố mẹ, xin mời với anh chị Hùng Thu chuẩn bị sau. Sau món quà của anh chị Hồng Thu là xin mời món quà của anh chị Tiền Hương chuẩn bị cho. Tiền Hương, xin cho mẹ sau quà. Tiếp theo xin mời món quà của anh chị Tiền Hương. Anh ước chỉ có thế, biết sao em được vui với anh, không gì có thể thay thế anh. Và xin mời tiếp theo món quà của anh chị Tiền Hương.
nghĩa quà bố mẹ các chị em đã về tặng quà trong ngày vui trọng đại của hai em hôm nay. Tiếp theo xin mời với bác Loan là bác cô dâu sẽ là vâng sau này với món quà rất là ý nghĩa, quà tập thể nước 8A. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, nội ngoại của hai cháu. Thế hôm nay, hai bên gia đình đã chọn một ngày lành tháng tốt để tổ chức lễ cảnh hôn cho hai cháu. Thay mặt cho gia đình họ trai, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cụ, các ông, các bà đã về đây dự tổ chức lễ cảnh hôn của hai cháu và cùng chung vui với gia đình chúng tôi. Cuối cùng xin chân thành cảm ơn. Anh yêu ơi.